À, chiều giờ xếp hạng với nick này xong thua 1-3 kìa, thế à? Giỏi rồi. Ngô Việt Full HD à, ngon nhỉ. 85 đầu tiên rồi, phành phạch rồi. Chào Quyết con. Ui 92 cũng được ấy, có tầm khoảng chục cái 92 này thì cũng tạm gọi là ấm. Cho em coi Messi hay không, hay không? Anh không có Messi mà treo coi. Ui 292 rồi. Yếu tập thể đấy. À, Đức Tâm ngon rồi. Ờ đúng rồi đấy, nói chung là đợt tới thì chúng ta sẽ có thêm cái chế độ gọi là giao dịch. Gọi một cách thô sơ chứ là chế độ giao dịch nhưng không phải là giao dịch, đấy gọi là chế độ xây dựng đội hình theo yêu cầu. Một dạng yêu cầu quest. Cảm ơn bạn Thiện Nguyễn gửi sao nhá. Quyết con à, gói này thì thực ra tính ra là cũng ổn. Mặc dù nó không ngon bằng cái gói top 100 200 ngày trước nhưng mà cái tỷ lệ ra top 1 này thì cũng có thể có. Ok Tấn Chiêu nhá, thoải mái. Chào Thành Vinh. Ui rồi toàn 80 này. Lê Duy Khánh thứ bao nhiêu à? Có thể cần sau nick này luôn được. Chà Bi Trần, Đình Hùng. Chelsea hôm qua đá hay không? Hôm qua Chelsea đá bình thường. Chẳng qua do Arsenal đá lởm. Má toàn 78 này thì không ơi. Thôi bỏ đi. Thương chết nhỉ? Ừ nhìn chết cũng thương thật. Văn Nghĩa à, bỏ lỡ một cái này thôi. 90 ngay. Vâng, Free Fire à, không chơi. Tôi chỉ chơi duy nhất mỗi game này để cày livestream. 88. Ok Phú Hưng nhá. Cảm ơn bạn Tùng Ca nhiều. Mở 10. Đây, có sao có Minh Khải nhá, 90 này. 92 đâu, 92 đâu, hoặc là top 1 đâu. Vẫn như là giữ nguyên lời thề nhá. Ra một cái top 1 một cái là tôi xóa tóc luôn. 88. 60 gói không ra top 1 này thì đúng là đen. Bạn Khánh PQ à, 700 triệu làm gì à, tôi không biết bởi vì buổi tối thì xin phép là không tư vấn cầu thủ nhé, sorry. Bùi Thành Sang à, chúc mừng bạn nha. Ơ tôi thế quái là tự nhiên là hiện ra vừa vẩn. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay quái. Rõ ràng chỉ đánh 78 lừa mình nhỉ. Đây là đúng thật hay là sai đấy bạn này? Đây là thật hay là gà rán trêu người đấy bạn này? Má lừa mình. Tự nhiên bấm lom dom đấy nhảy ra, tưởng là lừa mình. Hóa ra số 1 thật. À, chắc chắn là con này Rô hoặc là Mandini rồi. Làm thêm cái icon nữa. Khó, giờ là icon khó. Chào Trung Hiếu, Đình Hùng. Chào tất cả mọi người nhé. Tôi không thể chào riêng từng bạn một. Thì thôi gửi lời chào chung những ai nghe thấy thì coi như tôi đã gửi lời chào rồi. Cũng đừng khắt khe quá. Anh phải chào em đi. Không, không. Không thể như thế được. 700 FC bao nhiêu tiền á? Lấy FC chia 2 bằng số tiền bạn ơi. FC chia 2. Ui rồi. FC chia 2 bằng tiền. Mà chưa ổn lắm. Tạm dừng lại đấy. Đúng rồi, may quá nó không lừa. Như vậy gà rán không lừa mình. Rồi ra thêm một cái top 1 nữa thì là sẽ xóa tóc thành kiểu trẻ ngôi đấy. Sau đến gọi là 5 cái top 1 thì là lột áo. Chào cu dâm. Làm 1 triệu mốt được 2 tỷ mốt ạ. À? Ngon rồi, tại Tiến Văn thì là quá ngon rồi. Chào Long Ngô, hello Việt Hồng Nguyễn, chào các bạn nhé. Tám tám á, không 90 à, 7 ra 7 này. Qua câu lạc bộ đấy, đang câu lạc bộ đấy, đang câu lạc bộ đây bạn. Không sẽ đi cởi quần này. Nghe giọng anh hơi khàn á, không giọng anh vẫn vậy, giọng ngon luôn, không khàn tí nào. 88. Ui 90 được. Chuyển nhượng MU nó khó khăn lắm à. Ừ đúng là như vậy. Chào Tùng Nguyễn nhé, bây giờ mới nhìn thấy em nhé. Anh ấy đang mở thẻ nên ở đây rồi. Giày đen của huyền thoại số 10 Van Gogh. Đúng là Van Gogh. Bao nhiêu tiền? Bao tiền? Bao tiền? Vẫn ngon nhỉ? 400 chọi. May quá vẫn còn có tí tiền rồi. May quá. Thế là cái Tấn Chiêu nói chuẩn nhé. Đó là điều đương nhiên rồi.
Rô điệu TC. Lê Linh à, nạp bên F4M đắt hơn á, chuẩn là vậy đấy. Này, Casemiro 18 cộng 8 à, dành cho team Real Madrid hoặc team Brazil cũng ngon nha. Ronaldo, ui Neymar. Thành ăn vạ bao nhiêu? 200 triệu thôi được. Mở một mở gói may mắn ra top 1 nhé. Mở gói may mắn ra top 1 TC. Lại chạy tiếp giày đen của huyền thoại đời cổ 11. Gích idol em dâu bao nhiêu? 300 triệu, trước 800 trăm mà. Trước 800 triệu bây giờ gích chỉ còn 308. Đây là cái gì kìa? Chào Dương Soso. Thôi xong rồi, gãy rồi, gãy rồi. Brazil. Cũng 186 triệu. Làm phôi. Lại là những người đồng đội. Thắng hả? Khó đấy bạn ạ. Ui, huyền thoại đây. Cặc lột nào. Số 3 cặc lột 251 triệu cũng là số 3. Nhưng phải ra trắng cơ. Nghe quan trọng rằng anh em có trả liên tục được không? Đấy. Cái đấy mới có quan trọng. Euro này. Gói này là gói gì nhỉ? 72 à? Wow. 72. Ui, ra còn hai con chạy luôn. Vừa chứ. Ghê vậy. Toàn TC chỉ đánh icon á. Ừ, tất nhiên. Ui, thôi xong rồi, Roy. Roy TC mùa này bao nhiêu? 162. Thôi cũng được.